tôi hôm nay rất là vui được đến để dự cái buổi hội thảo khoa học này. Thì tôi thấy là cái trung tâm này mà thầy Việt là đứng ra hướng dẫn cho các cháu rất là giỏi đấy. Mà coi như là những người những người tự kỷ nặng nhưng mà làm những cái việc rất là phi thường. Như tôi là diễn viên xiếc, là biểu diễn tiết mục của hàng giải khác đấy, mà đi một cái con lăn đứng đứng 5-6-7 trường cấp, nhưng mà tôi cũng thấy là tung 3-4 quả này thôi, nhưng mà các em lại mặc dù là tự kỷ nhưng mà lại rất hay, là còn tung được 7 quả cơ, mà không những thế lại đứng 5 con lăn cơ. Phải nói là đây một cái rất là kỷ lục thực sự đối với những người như là anh Vũ Hoàn Hợp đấy, là cũng đi 5 con lăn thôi đấy, nhưng mà 5 con lăn anh chỉ mới tung có 3. Nhưng mà hôm nay em này đi 5 phút lăn và tung 7 quả. Tôi rất là phục. Bốn bóng thôi. Bốn bóng hay 7 bóng? 5 bóng. 5 bóng như thế là cũng rất là giỏi. 5 bóng chưa tung được không? Đấy, 5 bóng chưa tung lên được hả? Năm bóng mà anh Hợp đó là đi 5 con lăn thôi. Mà chỉ tung 3 quả. Đấy. Chưa tung được mà. Chưa tung được hả? Chưa tung được chưa? Chưa tung được. Thế thì cái đó là phải nói là phải là không học ở trường lớp. Nhưng mà do thầy Vũ và đào tạo như thế là tôi thấy là tuyệt vời, không có thể chê vào đâu được. Phải nói là rất là cảm ơn các cháu nhà các em này rất là giỏi, và không những bây giờ là được kỷ lục như thế rồi, tới này còn đi xa hơn nữa, mà chắc chắn là thầy sẽ hướng dẫn cho các em sẽ rất là có một cái kỹ năng kỹ thuật về nghệ thuật xiếc này. Tôi thấy rất là tuyệt vời đấy, và tôi xin chúc mừng các em. Và lúc nào có điều kiện thì tôi sẽ đến giúp, vì trước là tôi đã đến để dạy giúp đỡ các em rồi, đã giúp đỡ lúc mà các em mới đi một con lăn thôi. Và thầy Việt thì rất là nhiệt tình, mà đã thấy các em đã biểu diễn, trên năm ống mà lại tung mấy con lăn còn hơn cả vận chiếc mà diễn cái nữa đó. Phải nói là như vậy đấy, đúng từ đâu mà đứng không nào bạn, đứng không nào. Đây đang có clip bạn đang nói. Cho nên là thực sự là rất là mừng và rất là cảm phục thầy đã hướng dẫn những động tác rất là khó đối với xiếc mà các em đã làm được như vậy. Xin chúc mừng các em, chúc mừng thầy. Cảm ơn. Cô ấy là trước cô làm cái tiết mục cô hàng giải khác này, cô đứng trên 6-7 trùng cốc mà cô chỉ tung được 3 chai thôi. Thế hôm nay được xem các em tự kỷ này mà các em lại đứng trên 5 con lăn mà các em lại tung được 5 quả, cô thấy quá tuyệt vời. Cái hồi mà cô biểu diễn ấy là cô vào biểu diễn cho bác Hồ xem. Bác Hồ rất thích cái tiết mục của cô, là tiết mục cô hàng giải khát xếp trên nhiều chồng cốc mà lại có nội dung. Thế bác đi gọi lên, bác bảo là nên phải truyền lại cho các cháu. Đấy, thế là cô là luôn luôn là về truyền lại, dạy lại cho các cháu ở xiếc. Nhưng mà đồng thời cô đã đến đây để giúp cho các bạn tự kỷ. Mà ban đầu là cô thấy là dạy nó tuy là tự kỷ nhưng mà nó học rất là nhanh. Không những là mình dạy người bình thường thế mà các em này tự kỷ thế mà các em tập nhanh quá. Mà cô không thể tưởng tượng là hôm nay lại thấy em đứng trên 5 con lăn mà lại tung được 5 quả. Quá tuyệt vời. Xin chúc mừng các em. Cô chuyên nghiệp nhá. Chuyên nghiệp 5 con lăn mà tung chỉ 3 quả. Nhưng mà nghệ sĩ các em này mà lại tập tự kỷ mà các em lại đứng trên 5 con lăn rồi lại tung 5 quả. Như thế là tuyệt vời. Tôi thấy rất là cảm phục. Cảm phục và thấy các em ơi. Rồi, đấy các em tên đấy là các con. Đó, tung. Đấy, tung đấy tung lâu rồi, bây giờ ấy. Vâng, đấy. Đúng rồi. Đấy. Rồi, chào mọi tay. Chào mọi tay. Hay quá. Rồi, cảm ơn cô. Đấy. Trước tập tung. Đúng rồi.